Tập 4. Bản hợp trung 60. Vương Linh là một lần nữa thoát khỏi vây giết. Thuần pháp thật là quá là mạnh mẽ. Học sinh này của ông thích chương trình hôn nhạc Tống sao? Thưa Ký Tôn, ngài hiểu biết nhiều, có thể giới thiệu một chút về về thân pháp của bạn học Vương Linh cho các học sinh được rõ không? Cậu ta không dùng bất kỳ thân pháp nào hết cả, chỉ là dựa vào may mắn mà thoát được thôi. Được cơ mà, may mắn là thiên sóc. Hội trưởng, hay là bỏ qua đi nha. Không được, tôi muốn cậu ta chết một lần, chỉ một lần thôi. Vương Linh, cậu cũng ra chơi một chút đi, yên tâm, bọn họ không dám đến nữa đâu. Thật đó, tính tới đi nè, tớ thật ra có thể xem bối đó. Cậu cũng đi chết đi cho tôi. Lần truy sát thứ ba, mục tiêu của đội viên Trung 59 đổi thành Quách Hào. Bốn người đánh đến một cái tóc sắc. Tóc sắc đừng coi thường người khác chứ, đại thúc. Cái đám người ngu ngốc không biết gì vào biển đổi kia, đồ quỳ xuống dưới đâu ngộ gọi anh đi. Trong nhà có mở khoáng. Ý Thiên Long, Thở Tôn Đích Tàng, Bạn Nhược Chiếu Phật, Bạn Nhược Ba Ma On. Cái quỷ gì vậy? Cái này là cái gì đây? Nó sao lại lúc nhúc thế này kìa? Gỡ tởm qua đi thôi. Tôi chịu hết nổi rồi. Cứu tôi với. Đừng mà. Lâm Phương Quảng Hào tự sát. Học trưởng, tôi vô thích sự. Lời như thế nữa tôi sẽ chém chết cậu. Toàn bộ quýt đi biển đổi cho tôi. Dạ. Hay là nghe lời của học trưởng hả? Bây giờ mới biến đổi, mình đã có thể dùng việc tháp đánh hết bọn họ rồi. Tiếc là bạn học Vương Linh đã ăn mì giòn. Treo mấy không sai đâu. Có thể yên tâm, yên lặng một lúc rồi đi. Trung lộ. Mạnh quá, anh ta mạnh đến thế sao? Sao rồi nè? Tổn dung đại tiểu thư. Tôi biết cô thích cậu ta. Hả? Cô không xứng. Không xứng. Chết đi. Cẩn thận, không thì tôi sẽ cắt đứt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đó. Tôi không biết địch ý của anh đến từ đâu. Có điều không quan trọng nữa, biết được kẻ thù đã đủ rồi. Chính là như thế, cần phải như thế. Đến đi nữ thần. Bớt nói nhảm đi. Đến đi, Tôn Dung đại tiểu thư. Thường lộ, mọi người đều đang nhiệt huyết, đánh chém, mình cũng không thở tục hậu được. Nè, ra đây vui vẻ một chút đi. Tôi mới không thèm đi với cái dối thì anh vào đây đi. Vậy tôi tới đây.
Đến đây, có giỏi thì nhào vô. Để anh vào rồi, tôi sẽ dùng tháp phòng thủ lấy mạng của anh. Mình thật là thông minh quá đi. Nam Tư Hán đã trưởng phu, nên dũng cảm và tiến vào phía trước. Hey, lớp này ở giả khu đánh giá thật nhàm chán á. Dung Dung hình như đang đánh rất là ác liệt, phải nhanh qua đánh phụ cậu ấy mới được. Không phải chứ, sợ nhưng mà còn có thể tranh đoạt giả sao? Rất lợi hại à. Xin lỗi còn nữa. Cảm ơn người làm thuê. Cộng 70. Thật ra tôi đã quyết giả đến mức có chút nhầm, có chút chán rồi. Xem ra cậu cũng muốn trở thành con mồi của tôi. Vậy phải xem ai mới là con mồi. Chỉ dựa vào cậu, thử một chút không phải sẽ biết sao? Mẹ ơi, vợ dễ thương quá, muốn mang về nhà nuôi quá đi. Một cơ hội tốt. Cha cậu biến đổi lâu như vậy cũng vô ích, cuối cùng vẫn trở thành con mồi của tôi. Tớ thật sự đã quyết rất lâu nha. Cậu xem, linh kiếm đã mua được rồi này. Người này hơi thở tỏ ra cùng với lúc nãy hoàn toàn không giống. Chị đi đâu? Đừng qua đây, biến thái. Đừng mà. Bắt được cậu rồi. Cậu đừng làm vậy. Hệ thống nhắc nhở chúc mừng đội đỏ đọc được đạo cụ thổ tử. Ấy giờ quay về thượng lộ. Hỡ cái tên nhóc kia, cứ dám khiêu khích ta sao? Đúng vậy, đúng vậy, ngươi đánh ta đi. Hả? Tháp phòng ngự mà cũng dám khiêu khích ngươi, gan vậy người nhà ngươi biết không? Hỗn sự. Đáng đời, cái tên điên nhiệt huyết này. Nhảy vào nước, bình tĩnh lại đi. Đâu có cậu tôi xin đó. Đánh, 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 đánh. Trừ hắc bơ rất nhanh. Muốn lấy đầu của tôi, cậu còn chưa đủ nhiệt huyết đâu. Như vậy mới giống chiến đấu chứ. Cái gì? Đờ bờ, đồ vĩ, vỡ cho tôi. Nhắc nhớ từ hệ thống. Trần siêu đội xanh, đánh bại tháp phòng ngữ. Đây là quái vật sao? Để đi, chúng ta đánh một trận hết sức mình nào. Đại ca, đừng có đánh mặt là được. No, đã nói rồi, phải thông minh lên, mấy người đúng là ngốc mà. Cậu lại phải nói tạm biệt rồi.
Nhưng lúc bây giờ còn chưa cần mình, tiếp tục ăn mì thôi. Phương Quách Hào đổi sanh dương, đại sát tứ phương. 12-0-09. Nè, lau nước mắt đi, người anh em. Út đã ghét. Xem ra có khách đến. Chủ nhân, tuyệt ảnh tam thập lục đã tập hợp đủ, sẵn sàng đợi lệnh. Giết không chừa một ai. Vâng. Khí tức thật mạnh mẽ. Cái gì? Đến xem náo nhiệt mà cũng phá được âm mưu, mình đúng là giỏi quá mà. Các hạ là... chỉ là người qua đường có đích hội viên cao cấp của VV. Nhóm trưởng nhóm trái tu chân. Đầu lôi chân quân. Hết người này tới người kia, sao có thích ngán đường tôi vậy chứ? Người ngán đường tôi phải chết. Tiệt ảnh tam thập lục khốn sát trận. Chỉ vậy thôi, cô đang chọc cười tôi đấy à? Hot girl, FA. Khôn đã. Lại làm sao? Xin lỗi, nghe điện thoại cái đã. Ngài nghe đi. Tôi đã nói chưa? Nói chưa? Ông đây bận cứu vớt thế giới, không có việc gì thì đừng có gọi điện thoại cho tôi. Người không hiểu tới người à? Có phải muốn tôi làm lũ cái chuyện hiếp mạch tổ an không? Này, sao lại phải nghe lời anh ta chứ? Chết tiệt, mình không cẩn thận bị anh ta cuốn theo rồi. Người ngán đường tôi phải chết, khốn sát trận. Sao lại có cảm giác thời gian quay ngược vậy nhỉ, trở về quá khứ? Có biết phép lịch sử không hả? Không thấy nên gọi điện thoại à? Tổ chốc đâu? Thất lỡ rồi. Mấy người điên hả? Rõ tay đi, cái sáo cái gì? Vâng. Đã nói đang gọi điện thoại. Đều... kỳ hóa thần kỳ. Thật là một đám nhóc không có tổ chức. Bỡ thành một đống rồi. Điện thoại iPhone 11 Plus mình mới mua. Trời đất ơi, cái đám sát thủ đáng chết này. Này, là ngươi tự mình bóp nát nó mà. Đừng cứ tự nhiên đổ thừa như thế chứ. Đây là tư duy của người tổ an sao? Tiệt quá, anh của tôi ơi. Tôi phải báo thù cho điện thoại của tôi. Muốn báo thù thì tôi chặt tay mình đi chứ, liên quan gì đến tôi đây? Nếu cô không quấy rầy tôi gọi điện thoại, sao tôi lại bóp nát nó chứ? Cô chính là đầu sỏ gây ra mọi thứ. Anh thông minh thật đấy nhỉ, logic thiên tài à? Đền điện thoại cho tôi. Nhiệm vụ thất bại, cô không phải là đối thủ của anh ta.
Tôi giữ chân anh ta, nhân lúc này chạy đi. Giết! Nhấp con, Tô không phải đối thủ của tôi đâu. Đừng có ngang ngược chứ. Vinh lên vương công tử, mọi người, một người con trai tuyệt vời như thế này, người không xứng được đứng cạnh anh ấy. Anh ấy là một ông vua đẹp trai, cô độc bất cứ nữ nhân nào đối với anh ấy cũng chỉ là những vết dơ bẩn thôi. Chỉ có ta. Này, nói xong chưa? Ngươi chưa từng thấy nữ thần tức giận nhỉ? Nhớ cho kỹ, tuyệt đối đừng có chọc giận nữ thần. Áo Hải Thiên Vũ. Như này mới ra dáng chứ. Đến đi. Từ lúc bắt đầu đến giờ có nói mấy cái câu kỳ lạ. Áo Hải Liên Hoa. Nữ thần cũng lợi hại đấy nhỉ. Uống nước khốn, đợi phục hồi đi. Ta vẫn sẽ quay trở lại sanh giết ngươi đây. Tắc Bang. Gì cơ? Cái gì? Hội trường náo nhiệt thế, người ta cũng muốn nhập cuộc mà. Lẽ nào lão nương sẽ giết ngươi? Đêm ơi, ngươi đang đi đâu thế? Chả thú vị gì cả, cảm giác như là đang bắt nạt cái con vậy. Mấy người đã từng nghe qua một loại trượng pháp từ trên trời truyền xuống chưa? Lẽ nào là... Hãy nhận lấy chiêu này của ta. Ngũ chỉ sơn hả? Bệ quá gì thế? Ta hết dọn rồi. Điện thoại mấy người cũng không cần đền cho ta nữa. Tiếp tục vui vẻ đi nhé. Cảm tưởng. Tắc Bang. Đó là cái gì? Kinh hãi, trong 59 đột nhiên triệu hoán ra một con thỏ cực lớn. Tình hình chiến đấu hai bên nghịch chuyển. Này nế, đây lại là cái quần gì nữa đây? Còn cái thao tác này sao? Tôi thấy cái thứ đó cũng có chút đáng yêu đấy chứ. Lần này thì đặc sắc rồi. Củ cải. Đổi. Hơi thở lớn mạnh thật. Đổi. À, hay là cái gì vậy? Đó là tháp phòng ngự, không phải là của cải đâu nha. Mục tiêu của nó là tháp phòng ngự. Đừng mà, đừng mà. Không được, phải ngăn nó lại ngay.
đánh 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 Bác Hợp Vương lệnh, dũng sĩ đã tới rồi. Kia là mỹ nữ nào đây? Tôi không phải là Lâm Tiểu Vũ đây sao? Đây là Lâm Tiểu Vũ á. Ôi đẹp thế, mày ơi con yêu rồi. Thả đứa con trai đó ra, muốn làm gì thì hãy nhắm tới tôi đi này. Bà Hồ Vương lệnh tôi không sao. Xin chút nữa là đè lên gói mì mà tôi giấu ở đây rồi. Tôi biết ngay mà, tôi còn không bằng cả một con gói mì tôm nữa. Tôn Dương, tôi đã quay lại rồi. Cái xuất hiện này có phải là rất ngầu đúng không? Tôi không phải là nhân vật phản diện đâu. Tôn Dung, cậu không được đứng bên cạnh hắn ta. Đệt, cái con thỏ này từ đâu ra thế, làm ảnh tới như vậy? Là Isabel là cướp từ trong tay của chị gái tôi. Cướp được chính là của tôi rồi. Thế thì ngươi lập tức là của ta rồi. Tôi sẽ cắt hết từng mảnh quần áo của ngươi, sau đó thì... Đây là thức tỉnh thuộc tính gì lợi hại sao? Đó là... Bây giờ chúng ta chém chết cái con thỏ này đã. Bà Hồ Vương lệnh hỗ trợ nhiệm vụ giao lại cho cậu, hãy tăng cường trạng thái cho chúng tôi. Những người khác đi theo. Lên. Trác Ban. Giờ phải khó khăn gì cũng không cần phải sợ. Hãy mỉm cười đối diện với nó. Chém chết con thỏ kia đi. Phản kích. Đánh chết bọn họ, cổ lên. Thằng em trai thối dám cướp lợi thối của anh trai mày sao? Thế nào, anh trai thì phải nhượng cho em trai chứ. Đồng ý, đánh em trai mới là chân lý à. Kết tinh tứ xã, 5 người đánh với một con thỏ. Rốt cuộc là đạo đức đi đâu hết rồi? Hay là thắng ai thua chúng ta cứ chờ đó mày xem. Thằng MC này xuất thân như thế nào vậy? Miêu tả cái khỉ gì vậy? Anh Vũ kiếm khí trảm. Quách Hào lớn tiếng dọa người, sau đó không cho địa đứng. Quyền của đàn ông đích thực. Trần Siêu vẫn đang theo sâu. Một quyền là đánh ra hiệu quả như vậy, nhưng tại sao không dùng kiếm, không dùng linh kiếm? Có phải là đã mua trang bị rồi không? Tử mẫu liên sát quyết, sống kiếm hợp quyết, cả mồm ồn chết đi được. Áo hỏi tiệt quyết. Nữ thượng, Tôn Dung, tôi yêu em. Phản cứng 10 năm rồi đó, Tôn Dung là đệ nhất thiên hạ. Cả mồm ồn chết đi được. Ồn thật. Lúc nào mới cái thợ kết thúc đi? Mày sắp ăn hết luôn rồi. Cái đám này sao lại mạnh như vậy chứ? Cái đám người này lợi hại thật á, cậu muốn hiếp được rồi. Tên này hình như giữ hiếp nè. Không hay rồi. Bà Hà Vương lệnh cẩn thận. Chết tiệt, không thể để cho cái tên này hại cậu ta được. Ức hiếp tôi, tiểu gia hỏa, cậu chắc chứ? Không được làm hại tới cậu ấy. Đừng mà. Tặng. Đây. Chết được. Chết rồi. Dùng sức quá lố. Mình không khống chế được bản thân nữa rồi.
sắp ngã vào trong lòng của bạn học vương lệnh rồi sao? Hạnh phúc đến quá bất ngờ. May mà không đã bạn học Tôn Dung đúng vào, nếu không sức phản vỡ sẽ bị trực tiếp cho cô ấy bay tới hồn tiền luôn rồi. Bạn học Tôn Dung không sao chứ? Không sao. Sao có cảm giác ngã xuống cây bông vậy? Không phải trong mấy bộ phim tình cảm là có cảnh tượng ôm vào trong lòng hay sao? Thiết ca không hổ danh là anh đấy. Hệ thống nhắc nhở 0020 tu chân hiếp gốc cốc tiên phong thỏ bự tiêu tán. Wow, đặc sắc thật đấy, kích thích thật, lợi hại quá đi. Thời gian duy trì của thỏ bự đã tới, không hổ danh là vận may 60. Vận may của bạn học vương lệnh ngày thiên thực. Học sinh này rất có tự tin đối với vận may của mình, đều không căng thẳng một chút nào. Có thể là hắn. Mình có thể nói như thế nào đấy? Mình cũng rất tuyệt vọng. Lệnh chân nhân, anh cũng nhanh thu lại thần thông đi. Hệ thống nhắc nhở trong 59 đã hỷ hội trong 60 tháp phòng ngự. Trong 59 đã đến lúc phản kích rồi. Wow, vẫn mấy này tôi hỏi cậu có tức hay không chứ? Đừng có mà đắc ý. Mặc dù trung 60 dựa vào sức của 5 người, cộng thêm vẫn mấy người thiên đã đem công kích của thỏ tiên phong chặn lại. Nhưng mà bây giờ thấp phòng ngự của bọn họ đã rớt xuống 5 người, đang gặp khó khăn trên cao. Để thấp mới là mấu chốt chiến thắng, đừng có kiêu ngạo, chúng tôi rất nhanh sẽ có thể đuổi kịp thôi. Chết rồi, nhanh vừa giữ thấp, đỡ tôi giúp cậu. Ai cũng đừng hòng rời khỏi trung lộ. Chỉ dựa vào 2 người, không ai chặn lại đúng là sướng thật. Hệ thống nhắc nhở thủy tinh ở điểm cao phía màu xanh mà bị phá hủy. Phía màu đỏ xuất hiện bên cà rốt siêu cấp. Chết rồi, thượng lộ cũng sắp giữ tháp rồi. Ở đây giao lại cho tôi. Cái... chúng ta phải tin tưởng bạn học vương lời ná Tôn Dung đó rất đúng. Đừng mơ, Isabella chặn bọn họ lại đi. Ok. Ơi, có muốn đi đâu vậy hả? Lại là cô sao? Đó tôi làm đối thủ của cậu. Đừng cản tôi sẽ làm anh bị thương đấy. Bác học vương lệnh, đi thôi. Ở đây giao lợi cho cậu đấy, phải cẩn thận. Chỉ còn lại có mình và vương lệnh công tử ở một thành mình thôi sao? Come on, có chút khí thế, giả vờ bị giết một lần vậy. Tôi tiểu đỡ không dám cũng không nữa. Đây, đừng chạy chứ. Cô nói đừng chạy thì tôi không chạy chắc. Thế thì cô đừng có đuổi theo tôi. Lỡ đi, công kích tôi đi. Yêu cầu này của anh, người ta làm không được. Bây giờ mới quay lại dự thấp thì đã quá muộn rồi. Đường cánh trạch, mày là người có xu hướng ngược đãi sao? Giết mày nhiều lần như vậy mà vẫn chưa thấy đủ sướng. Mày đừng có quên rằng kinh tố của ta vẫn dẫn đầu hơn mày bao nhiêu đấy. Khi tụi bay công kích thỏ tiên phong, ta đã bổ sung kinh tế rồi, bây giờ đã thay da đổi thịt tiếp chiêu đi. Mày cảm thấy bản thân có thể đứng lên được sao? Thử làm sẽ biết thôi mà. Cô là của tôi, cô có chạy đâu cũng vô dụng. Có bị thần kinh sao? Cứ bám lấy tôi làm gì? Đương nhiên là đã bắt cô sau đó từ từ hưởng thụ rồi. Hệ thống nhắc nhở bản đồ xuất hiện, bớt cửu trùng nhắc nhở đến bãi bớt sẽ giành được sức mạnh cửu trùng.
Wow, cái con côn trùng bự thật. Sao lại có quái vật như vậy? Có lẽ thứ đó có thể giết mình một lần.